Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng và lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Trong tháng 10, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, vật tư y tế, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19 và điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình dịch. Toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển ý nghĩa, thiết thực, triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các cơ quan đơn vị triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và công tác hậu cần, tài chính, kinh tế, nghiên cứu sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói trong cái tháng 10 vừa qua, chúng ta đã từ lãnh đạo bộ đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trên tất cả các nhiệm vụ, với tất cả các lực lượng, chúng ta đã tổ chức một cách chặt chẽ, nghiêm túc, hoàn thành các cái nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch của tháng 10. Từ công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, duy trì các cái chế độ để chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ dù là có phân tán nhỏ lẻ, và đặc biệt là trong cái tháng 10 là có điều chỉnh lực lượng từ Nam ra Bắc để khi chúng ta hết ở các cái tâm dịch ở phía Nam. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, quản lý bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, tuần tra kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, phòng chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Các đơn vị quân đội tiếp tục triển khai, điều chỉnh lực lượng, phương tiện, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19, điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, các phong trào thi đua, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.